cơ sở đầu gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hôm nay thì chúng tôi sẽ dạy các bạn hướng dẫn lắp bộ sạc cổ liền. Đầu tiên là ta sẽ lắp hai chân trước và phần dạ trước. Thì đây là bộ sạc bằng chất liệu gỗ hương ba đúc, hay còn gọi là hương đỏ Nam Phi đấy. Bước đầu tiên là sẽ lắp phần dạ vào hai chân trước này. Tiếp theo là đến phần dạ ngang vào chân sau. Đây, lần sau trước. Đấy đúng rồi. Sau đó là sẽ lắp cái phần không, cái ngang vào chân sau mà. Ngang vào chân sau xong rồi kiểu kia cho bên kia vào trước, cho anh vào trước thôi. Rồi, cho hẳn xe xuống gõ xuống. Gõ đằng sau xuống đi. Có thể đón được hẳn cái phần sau trước. Rồi, tiếp theo thì mới gá phần mà. Đấy. Bên kia cũng như vậy. Thì tất cả đều là các khớp mọng hết rồi, là ta chỉ đặt đúng mọng là sẽ gõ được xuống ngay. Phần cuối cùng là sẽ đặt dạ hậu vào. Ông bác có để bìa nào dẫn được. Rất là đơn giản nhé, chỉ với trong vòng 2 phút thôi là tôi sẽ có lắp được một chiếc sập cổ liền. Theo quy trình là sẽ lắp được dạ trước vào hai chân trước, sau đó là ta sẽ gài dạ hậu vào chân sau, cài thêm vào đây rất là dễ. Đó là quy trình là chúng ta lắp chiếc sập cổ liền. Thì tôi xin giới thiệu thêm, đây là chiếc sập có kích thước là 1m8 x 2m2, chất liệu gỗ hương. Video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ này. Người có nhu cầu hãy liên hệ tới số điện thoại là 0987 510 866 nhé. Cơ sở có địa chỉ website là đồ gỗ tùng tám.com.